Mến chào quý anh chị và các bạn, hôm nay em sẽ làm món mứt dừa non sữa tươi. Với cái món mứt này ăn rất là thơm và có vị giòn sừng sực của dừa non nữa. Sau đây thì mời quý anh chị và các bạn cùng theo dõi video và làm thử nha. Về nguyên liệu thì ở đây mình có chuẩn bị 1 kg dừa non. Và mình đừng nên dùng dừa cứng quá nha, tại vì dừa cứng quá thì mình làm mứt ăn sẽ không có ngon ha. Và 500g đường cát, mình làm theo tỷ lệ 2:1 ha. Và một hộp sữa tươi 110ml. Mình dùng ở đây là sữa tươi không có đường hoặc là ít đường cũng được. Và một trái chanh, mình dùng trái chanh ở đây là cỡ to nha. Và một chút xíu muối, một ống vani để mình bỏ vào mứt cho nó thơm á. Nếu mà mình không có ống vani thì mình không cho vào cũng được. Và bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị một cái thau nước lạnh, sau đó mình sẽ cho hết cái trái chanh này vào luôn nha. Nước chanh này thì giúp cho dừa của mình nó không có bị đen ha. Và một chút xíu muối nữa để cho dừa của mình nó được trắng. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu cắt dừa ra thành từng miếng nhỏ vừa ăn. Thay vì mình cắt bằng dao thì mình dùng cái bàn chận, mình chận như thế này nè, thì miếng dừa của mình nó sẽ đẹp mắt hơn ha. Mình làm bằng dừa non á, cho nên mình chặn ra từng miếng rất là dễ luôn. Và nó mềm nữa, rất là dễ chặn luôn á. Và mình làm bằng dừa non như thế này á, mứt của mình sau khi làm xong ăn có cái vị giòn sực sực, nó không có bị cứng quá và nó khô nha. Nếu mà mình dùng dừa cứng á, thì mứt của mình sau khi làm xong ăn nó sẽ có vị sảm và nó hơi khô á, ăn sẽ không có ngon bằng ha. Sau khi mình chặn ra từng miếng nhỏ vừa ăn á, thì mình sẽ cho vào cái thau nước chanh lúc nãy mình ngâm. Mình ngâm để cho cái phần dừa của mình nó được trắng và nó không có bị đen nha. Sau đó thì mình sẽ đem đi rửa khoảng 3 đến 4 lần cái phần nước. Mình rửa cho đến khi nào cái phần nước dừa của mình nó trong lại, nó không có còn nước đục là được ha. Và mình rửa như thế này để cho cái phần dầu ở trong dừa nó cũng giảm bớt đi. Sau đó thì mình có chuẩn bị ở đây cái một nồi nước sôi nè. Bây giờ mình sẽ cho dừa vào á, mình trần sơ qua, mình trụn á, để cho cái phần dầu ở trong dừa nó ra bớt nha. Mình bỏ vào mình đảo đều khoảng vài lần á, thì mình cho ra ngoài. Chứ mình đừng có luộc chín ha, mình không cần phải đợi nước sôi lên nha. Mình sẽ vớt ra ngoài và cho vào một cái thau nước lạnh. Sau đó thì mình sẽ đem cái phần dừa này mình đi rửa lại thêm 3-4 lần nước nữa ha, để cho cái phần dầu ở trong dừa nó sạch luôn nha. Và mình làm như thế này thì giúp cho dừa của mình nó rất là trong và trắng luôn á. Sau khi mình rửa dừa sạch rồi á, mình sẽ để cho thật là ráo nước. Xong rồi mình sẽ ướp với đường. Ở đây thì mình cho một lớp dừa và bỏ một lớp đường vào. Mình bỏ từng lớp như thế này để cho cái phần dừa nó thấm đều với đường luôn ha. Sau đó thì mình ngâm ở đây khoảng từ 6 đến 8 tiếng ha, để cho cái phần đường với dừa nó ngấm đều với nhau nha. Và sau 8 tiếng mình thấy cái phần nước đường nó tan hết rồi nè. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đem dừa đi sên ha. Và mình sẽ sên dừa ở đây bằng một cái nồi nha. Mình sên bằng nồi thì nó ít có bị văng ra ngoài hơn là chảo. Tại vì dừa này mình sên thì mình sẽ quậy hơi bị nhiều á. Mình quậy để cho cái phần dừa của mình nó được thấm đều ha. Dừa của mình sau khi ngâm xong rất là trong luôn nè. Thời gian đầu thì mình sẽ cho lửa lớn để cho cái phần nước đường này nó cạn bớt ha. Và trong quá trình sên thì mình cũng đảo đều để cho cái phần đường nó đừng có bị khét nha.
Khi mà mình thấy cái phần nước đường nó bắt đầu cạn rồi nè, mình sẽ cho lửa thiệt là nhỏ xuống luôn ha. Và mình cũng đảo đều luôn để cho cái phần đường đừng có bị cháy khét. Khi mà nước đường nó sền sệt lại như thế này nè, thì mình sẽ cho cái phần sữa tươi vào nha. Mình sẽ cho hết cái phần sữa tươi vào luôn ha. Do là mình thích ăn sữa nhiều á, cho nên mình cho nhiều. Quý anh chị và các bạn mà không thích ăn sữa nhiều thì mình cho khoảng 50ml cũng được. Sau đó thì mình cũng đảo đều để cho cái phần sữa và nước đường này nó thấm đều với dừa luôn ha. Và mình xên dừa với lửa thật là nhỏ luôn, khoảng 30 phút á, thì cái phần đường của mình nó khô ráo lại rồi nè. Vậy là mứt của mình đã làm xong rồi đó. Khi mà thấy cái phần đường nó khô ráo và kết tinh lại như thế này là được rồi. Sau đó mình sẽ tắt bếp và cho mứt ra ngoài ha. Mứt của mình á, sau khi làm xong rất là thơm luôn á, thơm cái mùi sữa tươi nè, và ăn nó có vị béo béo của dừa non nữa, và cái vị giòn sần sật của dừa chứ không có cứng quá ha. Và cái món mứt dừa này á, mình ăn và uống chung với nước trà ấm sẽ rất là ngon luôn á. Và cái món mứt dừa này làm rất là đơn giản, đảm bảo ai cũng có thể làm được hết, mà ăn cũng sẽ ngon nữa. Sau khi làm xong thì mình để cho nó nguội bớt. Sau đó thì mình sẽ cho vào bọc hoặc là keo, mình đậy kín lại mình bảo quản. Thì ăn sẽ được khá là lâu luôn, không có bị hư gì hết ha. Và nhân dịp Tết đến xuân về nè, mình mời quý anh chị và các bạn cùng làm để chiêu đãi cho gia đình và bạn bè mình cùng thưởng thức ha. Sau đây thì mình xin kết thúc video và xin chào tạm biệt. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video. Và hẹn gặp lại ở các video sau.